Tại đây đó quý vị chính là thị xã La Ghi của tỉnh Bình Thuận và đoàn chú Tám. Bao nhiêu người chú? 6 người à. Đoàn chú Tám có tổng thành viên là 6 người. Bây giờ mình sẽ đi chuyến xe lữ hành này đi vào để mà cúng dinh mộ thầy Thiếm. Hôm nay giá cũng vậy hả chú Tám? 50 khứ hồi. Số xe 53N6221. Hình như chiếc xe này mình đi có bộ đẹp hơn đợt trước ban đêm phải không? Ban đêm đi chiếc kia kinh khủng lắm. Nó dằn lắm không? Hồi thập niên 80 á. Không ai đi hả? Mấy cô chú còn ở lại ăn cơm hoặc nghỉ ngơi. Còn đây mình có 6 người à. Mình đi cúng dinh mộ. Bảo đem theo cái ba lô luôn hả? Đem theo luôn. Và đây quý vị ơi, mọi người đã lên xe đầy đủ rồi. Tại đây là có 6 thành viên của đoàn chú Tám thôi. Còn các cô chú còn lại là ở đoàn khác quý vị. Nhập vô mình đi chung một xe. Và chuyến xe này là chuyến xe lữ hành. Mình sẽ chung chuyển nha. Sẽ chung chuyển đi vào bên trong dinh mộ thầy Thiếm. Giá ngày hôm nay thì một người là 50.000. Lượt đi lượt về. Hello Sala. Và ngày hôm nay trong năm 2024 này, Sala trở lại dinh mộ thầy Thiếm thâu cho quý vị một video và cũng giới thiệu lại câu chuyện truyền thuyết về thầy Thiếm. Đây là hai vị thần được người dân ở tại Bình Thuận này rất cung kính về những đức độ của hai vị cũng như là tin tưởng về sự linh thiêng của hai vị. Mời quý vị đồng hành trong những phút tiếp theo của video trong ngày hôm nay với dinh mộ thầy Thiếm 2024 cùng với đoàn hành hương của chú Tám ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dinh thầy Thiếm, đây mộ thầy Thiếm và khoảng 5 cây số thưa quý vị, thành chuyến xe trung chuyển xe lữ hành đi chừng khoảng 5 phút thôi. Mình đã tới được mộ thầy Thiếm rồi. Lát nữa mình nhớ xe của mình ha. Xe 221 ạ. 221. Tại đây đó quý vị, khi mà quý vị đến với vậy mộ thầy Thiếm cũng như là dinh thầy Thiếm, thường thì mọi người sẽ mua một cái bộ đồ cúng, trên đó gồm có quả dừa, muối gạo và nhang đèn. Bông này bao nhiêu? 10.000 một bó. À. À không, không, chị mua đi. Quả dừa nhiêu một trái? 15.000. À. Một bộ gì là bao nhiêu? Dạ bông luôn là 100.000. 100.000 ha. À, vẫn như giá cũ năm nào. 2 năm trước vẫn là 100. Và bây giờ Sala xin mời quý vị khán giả qua màn hình của điện thoại và tivi, quý vị cùng chiêm bái lại mộ thầy Thiếm. Song song với việc này, Sala sẽ giới thiệu lại đôi nét về câu chuyện huyền thoại của thầy và Thiếm.
thuyết về thầy thím là một mẫu chuyện xưa được lưu truyền qua nhiều đời, nhiều thế hệ, mà hầu hết dân làng tại La Ghi, Bình Thuận ai ai cũng đều biết và nghe qua câu chuyện này. Tích xưa kể lại rằng, dưới thời vua Gia Long thứ hai, gia đình thầy thím bị kết tội tử hình oan và chịu hình phạt là tam bang triều điển. Có nghĩa là chọn một trong ba cách xử tử như sau. Đó là: một là chém đầu, hai là uống thuốc độc, và ba là tự thắt cổ. Thầy và thím đã chọn án thứ ba, đó là thắt cổ và xin một tấm lụa đào. Và khi tấm lụa đào đến tay của thầy thì tấm lụa đã quấn lấy thầy thím và đưa vợ chồng thầy bay vào phương Nam, đến làng Tam Tân, nay là xã Tân Tiến, thị xã La Ghi của tỉnh Bình Thuận ngày nay. Thầy thím đã trở thành một dân thường và giúp đỡ cho những người nghèo khó bằng cách bốc thuốc, chữa bệnh và khai khẩn ruộng hoang. Sau một thời gian thầy thím mất, thì vào mùng 5 tháng Giêng lại có hai con hổ về mộ của thầy thăm, rồi buồn bã và ra đi tại đây. Nhằm để ghi ơn công lao của thầy thím, dân làng ở đây đã lập đền thờ thầy và thờ cả hai con hổ. Khu mộ thầy thím không nằm trong dinh thầy thím mà nằm cách đó khoảng 3 cây số về hướng Tây. Khu mộ thầy thím bao gồm một đền thờ và 4 ngôi mộ được xây bằng cát mịn trắng tinh. Theo truyền thuyết dân gian, hai ngôi mộ phía trước là mộ của thầy và thím, còn hai ngôi mộ phía sau thuộc về Hắc Hổ và Bạch Hổ. Để bảo vệ khu vực này, nhân dân đã xây tường bằng đá xung quanh 4 ngôi mộ vào năm 1988. Sala đang đứng tại đây chính là mộ thầy thím ở La Ghi, Bình Thuận đó quý vị. Bức tranh quý vị đang chiêm bái chính là bức tranh người ta đã tái hiện lại khung cảnh núi rừng mà ngày xưa thầy và thím vào đây để ở ẩn. Với đức hạnh của mình, sự đức độ và tình thương của mình, thì thầy và thím đã cảm phục được rất là nhiều thú rừng của thời điểm đó gây hại cho dân làng. Trong số đó có hai ông hổ, một ông Bạch Hổ và một ông Hắc Hổ đã đi theo thầy và thím để giữ, canh giữ những thú dữ làm hại đến sự tu hành của hai vị. Và bây giờ Sala đưa quý vị vào đây để quý vị có thể chiêm bái 4 ngôi mộ này. Cách đây 2 thế kỷ về trước đó quý vị, vào một cái đêm mưa gió của tháng 9 năm đó, thì dân làng của làng Tam Tân sáng dậy họ vào thăm, thì họ thấy có hai ngôi mộ mà thú rừng đã dùng cát để đắp lên. Đó chính là mộ của thầy và thím.
thì theo quan niệm dân gian, nam tả nữ hữu, cho nên là ở bên trái quý vị hướng nhìn vào nè, thì màn hình của quý vị nhìn vào thì nhìn vào sẽ thấy bên phải tức là mộ của thầy, và bên trái hướng quý vị nhìn vào là mộ của thím. Hai ngôi mộ ở phía trước là hai ngôi mộ phía sau, quý vị nhìn thấy hai ngôi mộ lớn đó là hai ngôi mộ của thầy và thím. Còn hai ngôi mộ phía trước này chính là mộ của Hắc Hổ và Bạch Hổ. Sau khi thầy và thím mất vào tháng 9, mùa thu vào tháng 9 đó quý vị, thì đến mùng 5 tháng Giêng là ngày tảo mộ, thì có hai ông Bạch Hổ và Hắc Hổ này đến đây phủ phục tại đây để tưởng nhớ đến hai vị chủ nhân của Bạch Hổ và Hắc Hổ. Và sau đó Bạch Hổ và Hắc Hổ cũng đã chết ở tại hai ngôi mộ này. Người dân cảm thương, cảm tiếc cho lòng nhân hậu cũng như là sự đức độ của hai vị ông Hổ và Bạch Hổ, thì người ta đã đắp hai ngôi mộ này ở phía trước hai ngôi mộ của thầy và thím. Và tại đây Sala gửi đến cho quý vị hình ảnh của mộ thầy thím với câu chuyện truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian từ bấy lâu nay về đức độ và đạo hạnh cũng như là lòng thương người và những điều tốt đẹp nhất, giống như là một cái giá trị mà người dân đã gửi đến những người đã có công giúp đỡ họ trong buổi đầu khai sơn lập địa ở tại vùng đất La Di Bình Thuận này. Đó chính là câu chuyện về thầy và thím quý vị nhé. Bạch Hổ, Hắc Hổ. Ở đây cát này mình thỉnh về mình có thiệt trong lịch sử luôn nha. Đúng rồi, thầy thím là có thiệt. Không có, nhưng mà bịch cát về mình thỉnh thì bỏ vô liên hương gì vậy? À, liên hương hả? À, thế cái cát ở nhà mình phải không? Ừ. Mình thay cái liên hương mới nha. Thấy là mỗi người ta kêu là thỉnh cát của ta. Mỗi người bịch. Bảo lấy một bịch đi Bảo. Về anh thay hương của ông thần tài ông địa. Công đức là mình bao nhiêu cũng được. Thường thường thấy người ta để vô 10.000. Chú ngồi. Chú dò mặt. Thấy anh hướng dẫn cho thỉnh cát. Nhiều cũng được á, nhưng mà lòng ăn thua mình lòng thôi. Đúng rồi, mình bao nhiêu cũng được. Đó, tiền hỷ công đức. Đúng rồi. Tiền công đức xin quý khách vui lòng bỏ vô thùng mới. Là cá chép Nhật Bản á chú. Tưởng cá mà lại mình câu. Nó mắc hơn con cá chép mình. Cá chép mình là đem lên nấu canh chua, còn con cá này là để người ta chưng, ta nuôi kiển. Chị Nga cầm rồi. Mua rồi. Cái thằng à, cái thằng tài xế nó mới kiếm mình kìa. Đúng rồi, đây cái cảnh mà đi trong mộ ra đẹp ghê nè mọi người. Ừ. Mỗi năm mỗi cải tiến chứ. Đúng rồi. Có TV hơi bị nhiều luôn á. Tiếng này là lên TV hơi bị nhiều luôn á. Chú thấy con, trời ơi con lên cái cây này là đẳng cấp lắm rồi đó. Cái cây này trời ơi, chị Nga đi chặt dừa. Bà đi trước rồi bà chặt dừa kìa. Cái xe kia đi ra trước rồi. Chiếc mẹ xe mình kìa. Đây, đây lên, xong.
còn đợi cái đoàn mình thôi. Đi qua bên Vịnh. Vô trước đi. Đúng rồi. Đoàn xe có nhiêu người đó, không đợi mình chứ đợi ai. Ủa ra tới chưa? Tới rồi. Chút nữa xe này luôn mình đi về á. Và bây giờ mình vô Vinh nè. Vừa rồi mình đi thăm mộ, bây giờ mình đi thăm Vinh. Hả? Đây. Anh uống hết luôn nha. Ừ. Hết. Có để bình thường, giống vậy luôn á, mình cúng cúng vậy luôn. Sau khi thầy và thím mất, để cảm mến đức độ của thầy và thím và những công ơn mà thầy thím đã giúp đỡ cho người dân của làng Tam Tân, người ta đã cất một ngôi dinh để thờ thầy và thím. Và tại đây Sala đưa lại quý vị nhìn hình ảnh của dinh thầy thím. Ở phía trước quý vị đang nhìn thấy lễ hội dinh thầy thím là di sản văn hóa vi vật thể cấp quốc gia. Mỗi năm vào lễ tế thu 15 tháng 9 hàng năm, tại đây bà con tụ họp về đây rất là đông để làm một cái lễ tế thu tưởng nhớ đến công ơn của thầy và thím. Năm đó cũng là ngày mất của thầy thím đó quý vị. Đây là mùa hè, nhưng mà tháng 9 này khi mà mình đi á, tất cả chỗ này là người ta bày bán đủ thứ đồ hết trơn. Đúng rồi, đông dữ lắm. Rồi người ta ngủ lại qua đêm ở đây, tại vì hai đêm đi 14, 15 á. Tháng 9 là lễ tế thu. Rồi người ta bày bán, rồi người ta dựng những cái mô hình kể lại câu chuyện của thầy thím. Rất là nhiều. Mình chưa đi ngay ngày đó. Chút nữa mình đi ra, mình nhớ mình đứng đây mình chụp tấm hình nè. Chụp hình kỷ niệm với chú Tám. Đặc biệt là ở trong chánh điện của dinh thầy thím không có cho quay phim từ bấy lâu nay rồi quý vị, cho nên là quý vị cùng với Sala nhìn những hình ảnh ở bên ngoài thôi, vì mình sẽ tôn trọng quy định của mỗi nơi thờ tự. Ở phía trước có bức bình phong, có tượng của Long Mã. Thấy mình đang đọc xong không mình bỏ không anh?
ta đi Vinh nhiều. Bạch hổ à. Người ta thường là người ta đưa con nít tới vuốt đầu ông hổ để tại vì cầu cho ăn mau chóng lớn, theo quan niệm như vậy. Nhưng mà thường người ta sẽ vuốt đầu ông hổ đen, hắc hổ. Nè, gỡ xe rồi đó. Ủa cô chú đâu rồi? À cô chú qua bên đây hả? Điện Tiền Hiền. Ừ, có chứ, có lâu rồi. Và đây là những hình ảnh về Vinh Thầy Thiếm và Sala đã gửi đến cho quý vị, kèm theo một số thông tin về Vinh Thầy Thiếm mà Sala sưu tầm được ở trên mạng xã hội đó quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hành trình của Sala TV về lại Vinh Thầy Thiếm trong năm 2024. Cảm ơn anh ha. Chúc mừng. Dạ dạ. Còn lại nha. Chúc mừng. Dạ. Chúc anh đi Vinh Thầy Thiếm cầu được bình an cho mình và gia đạo nha. Được quay lúc nào cũng nhiều view và nhiều người thích.
và bao nhiêu ngàn like gì đó. Trời ơi, phúc quá. Đi Vinh Thị Thiếm mà được gặp anh em rất là vui. Cảm ơn anh. Ờ, quá trời view luôn. Chúc vui. Bé bé nhìn anh cười. Rồi, chụp cái nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ok.